Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Anh em hãy coi chừng những người luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thủng thênh thang, ưa được bái chào ở ngoài công trường và ưa chiếm những ghế nhất trong hội đường, trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh thật dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền của đền thờ và quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm. Có lắm người giàu có bỏ thật nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền nhỏ là 1/4 của 1 xu. Người liền gọi các môn đệ tới gần và bảo: Thầy nói thật với anh em, trong những người đã bỏ tiền vào hòm đền thờ, cái bà quá nghèo đó đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ những gì mình dư thừa, còn bà đang túng thiếu đã dám cho tất cả những gì mình có để nuôi sống chính mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa. Có một cha xứ khi diễn tả bài đọc 2 mà Thúy Vân vừa đọc, thì ông đem một cái lồng chim cũ xì, nó xét hết rồi, ông lên ông để cái bàn ngay đây. Cái lồng chim trống không, không có gì trống. Rồi ông nói: Anh chị em thấy gì không? Mọi người nói: Cái lồng chim. Cái lồng mới hay cũ? Cũ xì. Có gì trong đó không? Empty. Không có gì. Ông nói: Tôi mới mua. Họ nhao nhao lên: Bộ cha sắp nuôi chim à? Nó không. Lúc tôi mua có 10 mấy con chim trống. Hôm qua tôi đi ngoài phố, thấy một em nhỏ 14-15 tuổi cầm cái lồng chim vung da vung vẻ đi. Hỏi: Con cầm cái lồng chim đi đâu vậy? Nói: Mới mua xong. Để làm gì? Về thích lắm, vui. Bởi vì con sẽ lấy cây chọc mấy con chim cho nó nhảy cho vui. Rồi con nào đứng sát ở lồng, con giật lông nó ra cho nó giật mình nó bay, thì mấy con kia toán loạn. Tất cả đều là để giải trí đó, ông cha ơi. Ông cha nghe vậy: Rồi sao nữa? Rồi từ từ tụi con sẽ làm thịt hết. Ông cha nói: Hồi nãy con mua nhiêu? 8 đô. Bây giờ cha mua lại 10 đô được không? Nó ngẩn ngơ lắm. Được, thế là đưa luôn cả cái lồng tặng luôn. Thế rồi ông xách về. Mấy người kia nói: Rồi chim đâu? Tôi thả hết rồi. Tôi thương nó mà tôi thả nó. Anh chị có biết một câu chuyện giống vậy xảy ra không? Cả nhà thờ nó không biết. Đó, Thiên Chúa đi dạo và thấy hình quỷ nó có cái lồng, trong đó nó nhét hết nhân loại trong đó rồi. Nó nói tụi nó tự đâm đầu vô, chứ tôi không có ép. Tôi mở cho nó thấy trong đó vui vẻ lắm, cho nên nó vô kìa, cả đống. Rồi Chúa hỏi Satan: Rồi làm gì nữa? Tôi sẽ chọc cho chúng nó quánh nhau. Nó càng giết nhau tôi càng thích. Rồi làm gì nữa? Tôi sẽ cho chúng nó ghét nhau đến tận cùng, không chấp nhận nhau. Rồi làm gì nữa? Cốt cuộc là nó chết hết trong cái lòng đó. Và Chúa nói: Bán lại cho tôi đi. Quỷ nói: Ông mua à? Tụi nó sẽ phản ông. Ông mua về nó cũng phản. Không không, nhưng vì tôi thương, tôi mua. Bán bao nhiêu? Bằng hết giá máu của ông, mạng sống của ông và tất cả linh hồn và thân xác ông. Và Chúa đã mua. Chúa bán hết máu, hồn xác của con của Chúa. Câu chuyện do một ông cha người Mỹ, ông ấy dàn dựng ra. Ông đem cái lồng chim chắc có lẽ có thật, nhưng ông áp dụng qua câu chuyện vì tình yêu mà Chúa chết để thay cho mình qua bài đọc 2. Nó hay vô cùng. Nhưng mà tôi thích cái bài tin mừng hôm nay vì hầu hết chúng ta nghe dụ ngôn, nhưng đây là câu chuyện thật.
Chúa Giêsu ngồi nhìn thấy thật. Cho nên cái quà tặng nó quan trọng hay không ở chỗ tình yêu đặt trong món quà, chứ không phải ở chỗ nó đắt giá, nó tốn nhiều tiền. Ví dụ một nụ cười tặng cho người khác nhưng có tình yêu vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa và với lương tâm mình, hơn là một nụ cười xã giao mà trong tâm hồn mình vẫn ghét cái người mình đang chào. Một văn hào người Pháp ai cũng biết, đó là Victor Hugo. Ông đã viết: một tâm hồn đẹp không luôn luôn là khách trọ trong một thân xác xinh đẹp, bởi vì nó phải bay lên cao hơn, xa hơn. Tâm hồn nào có những tư tưởng cao thượng thì nó như có cánh, cất lên bay thật cao. Chính đôi cánh đó nâng đỡ tâm hồn đó bay xa, bay cách tự do và sung sướng. Một nhà văn khác cũng đã viết: trái tim không phải là một món hàng để mua bán đổi chác, nhưng chính là một món quà để trao tặng. Vậy ai muốn giữ trái tim mình hãy đem cho. Cái kết luận nghe nó cũng hơi phiêu lưu chút. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết. Một trái tim không biết rung động trước những đau khổ của người bên cạnh, những vui buồn của người thân của mình, là một trái tim khô cằn, mà bài hát tiếng Việt gọi là trái tim mùa đông. Sự giàu có và nghèo nàn thường phân biệt con người thành giai cấp và thứ bậc. Có những người tiền rừng bạc biển, cũng có những người nghèo rớt mùng tơi, không có gì để ăn. Nhưng tất cả mọi người, dù nghèo, dù giàu, dù sang, dù hèn, dù có học thức, có địa vị, hay là cùng đinh, dốt nát đi nữa, cũng đều có một trái tim như nhau. Đó là một chân lý mà chúng ta phải mừng, phải hãnh diện. Và đáng lý, tất cả những trái tim đó phải giống nhau chứ. Thì chức năng của trái tim tất cả đều giống nhau, nhưng mà hành động của trái tim rất khác nhau. Do đó, tất cả những gì mình trao tặng mà xuất phát từ con tim chân thành đều trở thành vô giá trị. Món quà đó không có lệ thuộc ở số lượng mình cho, số lần mình cho, nhưng nó gói ghém trong tình cảm, tình yêu mình đặt trong đó. Hồi chiều tôi kể cho các em thiếu nhi câu chuyện người con thứ nhì của bà nữ hoàng Victoria là công chúa Alice. Công chúa khá đẹp, nhưng mà công chúa có người con trai 4 tuổi bị nhiễm chứng bệnh của thế kỷ thứ 19, đó là bệnh than. Chắc chắn sẽ chết, thời đó chưa có gì để chữa, mà hễ ai tiếp xúc qua hơi thở cũng sẽ bị lây. Cho nên bác sĩ hoàng gia và các y tá canh rất nhặt, em bé con trai đó phải ở phòng bị cách ly. Và bà mẹ là công chúa Alice không được bao giờ đi vô cái phòng đó. Còn bác sĩ y tá họ vào, họ có mặt nạ của họ. Mỗi ngày công chúa Alice đứng bên ngoài để nghe đứa con nói chuyện với y tá. Rồi một lần bà nghe nói: y tá, cô ơi, mẹ con đâu? Sao không thấy mẹ đến thăm con và hôn con? Nghe bao nhiêu đó thôi, cô Alice chịu không nổi nữa, tống cửa chạy vào, ôm đứa con, khóc với nó. Nó sung sướng vô cùng, nhưng mà 4 ngày sau, người ta chôn cả hai mẹ con. Báo chí có thể đặt vấn đề hành động của công chúa Alice là điên rồ, là dại dột. Nhưng trái tim của cô ấy, nó không cho đó là điên rồ, là dại dột. Nó cho cả mạng sống chỉ vì đứa con cần tình yêu. Chúa Giêsu đã nhìn thấy trái tim của cái bà quá. Quý vị nên nhớ, ở đất nước Do Thái thời đó,
Tôi không nói bây giờ. Người phụ nữ đã không có chỗ đứng trong xã hội. Không ai mời người phụ nữ đi làm chứng. Không có tiếng nói trong xã hội. Rồi những phụ nữ mà không có chồng càng tội nghiệp nữa. Và tội nghiệp nhất là có chồng mà lại chết chồng. Đấy là bà quá. Tôi đã từng đố trong cộng đoàn ai biết khoan nói nha. Hai vợ chồng đang sống với nhau ở xã hội Việt Nam mình. Rồi người chồng qua đời thì người ta gọi người phụ nữ đó là gì? Quá phụ. Nghe hay không? Tiếng Hán Việt đó, quá phụ, tức là bà quá. Rồi ngược lại, hai vợ chồng đang sống với nhau, người vợ qua đời thì xã hội gọi người chồng đó là gì? Quá đã. Nhiều người mới nghe lần đầu à. Ta đi cưới người khác cho nên quá đã, ông nào cười to vậy. Do đó, Chúa Giêsu nhìn thấy trái tim của cái bà quá gói ghém trong mấy đồng xu. Trong này đọc mình thấy nghe thấy tội nghiệp 1/4 của xu, chứ không phải là 1/4 của một cắc nữa, để dâng hiến cho đền thờ. Chúa cho đó là quý trọng nhất. Chúa khen. Thầy nói thật với anh em, trong những người đã trọ tiền vào đền thờ, bà quá này đã cho nhiều nhất. Bởi vì mấy người kia cho những cái họ dư, còn bà cho cái bà đang túng thiếu, cần để sống mà dám cho. Chúng ta ghi nhớ rằng, muốn hạnh phúc, xin hãy cho trái tim của mình. Để một người nào đó được hạnh phúc thì đương nhiên mình hạnh phúc, chứ không phải chạy đi tìm hạnh phúc. Niềm vui không phải là một kho tàng có sẵn, mà nó đòi hỏi phải kiến tạo bằng chính niềm vui. Hãy làm cho người khác vui, chính mình sẽ vui. Càng chia sẻ, càng trao ban, càng cho thì niềm vui lại càng tăng, chứ không bớt. Hãy cư xử với mọi người một cách vui tươi, vì tận tâm hồn mình có tình yêu. Hãy làm cho người khác được vui, nhất là những người ngay bên cạnh mình. Đó là bí quyết giúp cho chúng ta được vui, được sống trọn vẹn. Và cuối cuộc đời, Thiên Chúa cũng xét xử chúng ta ở một điều: anh chị có biết yêu không? Có thương yêu lúc còn sống không? Chúa không hỏi có bằng cấp gì, đã làm được việc thiện bao nhiêu, đã lãnh bao nhiêu bí tích. Không, Chúa hỏi lúc tôi đói, sao anh chị không cho tôi ăn? Cho nên, tục ngữ Ái Nhĩ Lan có câu: hãy dùng nụ cười làm cái dù để che mát cho đời bạn. Đúng. Hãy dùng nụ cười để che đi những bất hạnh, những hiểu lầm, những ghen tuông mà người khác dồn vào mình. Tất cả những cái đó, nụ cười nó xóa đi được. Chứ mình càng buồn thì càng trầm cảm thôi. Xin Chúa cho chúng ta biết trao ban. Và nếu như chúng ta yêu Chúa, thì chúng ta sẽ trao ban một cách rất quảng đại, rất tự do. My dear friends, how do you know that you have a true reverence, true love for God? How do we know that? Please, this is a reflection from a very famous book. True reverence for God frees the heart to give liberally both to God and to our neighbors. Jesus taught his disciples to give with love. Love doesn't calculate. It spends lavishly. Jesus praised the poor widow in the gospel today, who gave the smallest of coins, in contrast to the rich who gave a big sum. Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses most of its merit. But a gift
given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn't matter as much as the cost to the giver. What we have to offer may look very small and not worth much, but if we put all we have at the Lord's disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do it with what we offer and with us what is beyond our imagination. What is it that determines your giving? Your love for God and for your neighbors. Please give from your love, from your heart. Please love your parents because they love you unconditionally. And we offer this Mass to pray for all of us to know how to love. Love unconditionally and without calculating.